Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Hai Trung ha. Hôm nay mình có một cái cây phôi, mình mới được một anh yêu thích mai vàng tặng cho mình một cái cây. Thì hôm nay mình sẽ làm lại cái clip là vào chậu cái cây này. Tại vì cái clip mình quay hôm trước á, thì mình quay nó vào ban đêm, nó hơi không nhìn rõ, và ban đầu mình cũng chưa có kinh nghiệm để quay nên là cái chất lượng hình ảnh nó hơi kém ha. Thì hôm nay mình sẽ xin là chia sẻ lại với các bạn cái cách để mà vào chậu một cái cây mai vàng, một cái cây mai phôi vậy mình mới bứng về. Thì rồi cái lúc mà mình bứng về thì để dễ dàng chở là nên là mình quấn băng keo lại ha, cho nó gọn gàng thôi. Bây giờ mình sẽ tháo cái lớp băng keo này ra các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái lớp băng keo này ra nha các bạn. Rồi cái công việc tiếp theo của mình á là mình sẽ xả cái bột đất này ra, mình bỏ hết những cái đất này đi. Mình chỉ chừa lại một cái cục đất ở dưới phía dưới cái rễ chính thôi. Thì nhưng mà đó là nếu mà cái đất này á nó cứng á thì ok, còn nếu mà nó mềm quá nó bể ra thì các bạn cũng moi ra luôn nha các bạn, không chừa lại. Tại vì khi mà nó đã bể rồi á, nó có nguy cơ là nó đứt cái rễ ngay phía dưới đó, là mình không có xử lý á thì nó sẽ xảy ra tình trạng là nó thối rễ, nó không có phát triển rễ được. Rễ không phát triển thì không có cái cơ quan để hút chất dinh dưỡng cho cây mai nó sẽ suy yếu ha. Rồi các bạn ơi, sau khi mà mình đã gỡ hết cái lớp đất ha, thì mình sẽ cắt tỉa lại cái rễ. Cái rễ này á, các bạn tỉa các bạn lưu ý là mình vô cái chậu như thế nào thì mình tỉa cái rễ nó tương đối như thế đó ha. Và cái nữa là mình cắt hết những cái rễ thừa đi. Ví dụ như cái cây đây, bộ rễ nó đang từ đây nó rất là đều xung quanh ha. Thì đây con cọng anh này vô duyên nằm đâu trên này nè. Đây mình cắt bỏ ha. Đấy. Rồi những cái rễ nào nó quá dài, nó dư hơn so với cái chậu của mình cũng cắt luôn. Số anh em là hỏi là cắt rễ hết trơn rồi lấy gì nó sống các bạn. Thì mình đã có giải thích như cái clip mà mình đã chia sẻ với các bạn là cái cách vô chậu cây mai vàng á. Sau Tết thì mình cắt nó sẽ kích thích ra cái rễ con mới ha. Còn cái rễ cũ này á, là nó không còn tác dụng hút dinh dưỡng nữa. Những cái rễ hư, những cái rễ đen. Nếu mà các bạn coi á, thì chắc chắn là có một số các bạn sẽ thắc mắc ha. Thì cái ông này hôm trước cái clip cũ á, ông hướng dẫn là xả hết 100% cái bầu đất, mà hôm nay ông lại chừa lại cái cục đất ở giữa ha. Đây chừa một cục vậy thôi. Rồi thì tại sao vậy? Tại vì mình cũng suy nghĩ là không phải, nói chung là không phải là xả hết hay không xả hết các bạn, nói chung là tâm lý thôi. Bây giờ mình mới chơi tự nhiên ông này ông suối làm trụi lũi hết thì cũng ghê quá. Người ta hồi trước giờ là bứng cây mai mà hở ra sơ xuất cái nó chết ngắt. Ông này ông làm chơi dứt không còn miếng gì hết. Thì anh em cũng hơi bị tâm lý ha, giống như bị khớp vậy đó. Thì nên là mình mới là hướng dẫn các bạn là xả một phần thôi, còn chừa là một chút ở giữa để mà coi như là củng cố cái niềm tin của anh em mình đi ha. Rồi cái này thì cho nó tự tin thoải mái, làm cho nó dễ dàng. Chứ còn các bạn xả hết hoàn toàn cái bầu đất cũng được ha. Rồi các bạn thấy cái rễ nào mà màu đen á thì mình cứ cắt đi ha. Và những cái rễ mà mình lỡ mà mình làm nó bị dập nè, bị tét nè, như cái này là bị tét nè, thì mình bỏ đi ha. Cắt qua cái chỗ tét luôn các bạn. Rồi sau khi mình đã tỉa cái rễ thì các bạn nhìn thấy nó rất là gọn gàng ha. Ok nè. Rồi bây giờ tiếp theo mình làm gì? Mình sẽ xịt rửa, mình chà cái này cho nó sạch sẽ ha. Rồi các bạn dùng một cái bàn chải nhựa chà chân này các bạn, và cái vòi nước ha. Rồi ở đây mình cứ xịt cho nó ướt, và sau đó thì mình chà cho nó sạch sẽ ha.
Rồi tại sao thì mình phải chà như vậy các bạn? Nè, các bạn thấy nè, đây là nó đóng rong rêu này ha. Rồi có thể là nó có nguy cơ là cái cây này mình mua về mình không có tự tay mình chăm sóc, nó có nguy cơ là nó nhiễm nấm. À, thì bây giờ mình sẽ chà sạch sẽ những cái lớp đó ra để mà cái cây nó sẽ phát triển tốt hơn các bạn. Các bạn cứ chà đi ha, cái cây thì nó cứng hơn các bạn chải mà, nên mà yên tâm nó không có bị tróc da đâu, trừ khi các bạn mà lấy bàn chải sắt các bạn chà thôi, chứ còn bàn chải nhựa này thì vô tư luôn á các bạn. Rồi đây các bạn ơi, các bạn có thấy cái sự thay đổi của cái cây mai mình sau khi mà mình đã chà rửa sạch sẽ không các bạn? Đó, nhìn rất là mướt ha, vàng ươm cái cây ha. Đây, rất là bắt mắt. Rồi thì mình chà rửa sạch sẽ những cái rong rêu, những cái nấm bệnh đó như vậy á, thì cái cây nó sẽ đỡ bị bệnh hơn ha. Nó đỡ nhiễm nấm, nhiễm cái rêu. Thì cái rêu đó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cây ha, làm cho cái da cây nó giảm cái khả năng hấp thụ những cái chất dinh dưỡng ha. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ gọt lại ha. Mình bây giờ mình chà rửa sạch sẽ rồi, mình cắt phôi, bây giờ mình cắt theo ý mình cho cái cây nó đạt được cái dáng thế như mình muốn, và mình gọt mặt cắt ha. Gọt mặt cắt như thế nào thì mình đã có một cái clip để chia sẻ với các bạn cách gọt mặt cắt, các bạn có thể xem ở cái link ở cuối clip, mình có để ở cuối clip cái link ha. Rồi sau khi cắt nhánh thì các bạn sẽ cạp và gọt sữa mặt cắt ha. Đây là cái cây mà mình đã cắt nhánh ha. À, nó đã tương đối ra dáng ra thế rồi các bạn. Rồi bây giờ mình gọt mặt cắt, xử lý mặt cắt nha các bạn. Rồi đây là những cái mặt cắt mà mình đã gọt lại ha. Đây. Gọt cho nó liền mặt, cho nó phẳng như vậy á thì cái cây nó sẽ rất là nhanh kéo sẹo, nó nhanh liền sẹo ha các bạn ha. Đấy. Rồi cái này xong mình sẽ chét keo liền sẹo lại ha. Rồi cái này xong mình sẽ chét keo liền sẹo lại ha. Và bây giờ là một cái bước quan trọng không kém cái việc gọt mặt cắt ha, đó là bây giờ mình sẽ sửa lại những cái đầu rễ. Đây. Các bạn kiểm tra xem những cái đầu rễ. Rồi các bạn kiểm tra xem những cái đầu rễ này. Những cái đầu lớn á. Đấy. Thì các bạn kiểm tra xem nếu mà những cái rễ nào hồi nãy mình cắt, một là do cái dụng cụ của mình nó không bén, hai nữa là do hồi nãy giờ trong lúc mình xử lý cái mặt cắt nó vô tình nó đụng chúng, nó dập ha. Thì bây giờ mình sẽ gọt lại và mình cũng trét keo liền sẹo như là cái mặt cắt. Rồi sau khi trét keo liền sẹo á các bạn, thì các bạn sẽ để từ 1 đến 2 tiếng là ít nhất, rồi các bạn mới trồng vô chậu ha. Rồi nếu mà có điều kiện á thì mình làm buổi chiều và mình để tới sáng mình mới vô chậu. Thì á, cái việc mà mình để như vậy á, nó sẽ làm cho cái mặt cắt nó được khô ráo và nó sẽ kích thích cái da cây nó xe cái đầu mặt cắt lại. Thì khi mà mình vào chậu á, nó sẽ nhanh phát triển cái phần rễ hơn. Còn nếu mà các bạn á, vừa cắt xong các bạn vô chậu liền thì có nguy cơ là cái mặt cắt nó chưa có ổn định, nó sẽ bị ẩm và nó bị hư cái đầu rễ ha. Và cái vị trí đầu rễ là những cái vị trí ra rễ con nhiều nhất, nó sẽ làm cho cái cây của mình nó không phát triển và có thể xảy ra là nó bị chết luôn ha.
Thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình để đây và một hồi nữa mình vô chậu sau ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chậu hai cái cây phôi của mình ha. Thì ngoài cái cây mà mình đã hướng dẫn các bạn xả bầu thì mình có thêm một cây cũng giống y chang vậy. Mình định là chiều hôm qua mình xả xong, mình hướng dẫn các bạn và sáng thì mình vào chậu, nhưng mà sáng á mình có công việc gấp thì thành ra là mình phải để tới buổi chiều, tức là đã qua khoảng 24 giờ các bạn. Cái cây nó không có miếng đất nào khoảng 24 giờ ha. Thì nhờ vậy mình mới có một cái để mình chia sẻ thêm với các bạn, tức là nếu mà các bạn gặp trường hợp như mình thì phải làm sao. Không phải là chỉ bận công việc không, mà nhiều khi là các bạn làm buổi sáng sớm, cái tới chiều các bạn định là mua giá thể, mua sơ cho cháu sơ dừa gì đó, nhưng mà lại quên mất, xong mình lại không có tiện để mua, thì mình phải làm sao. Mình sẽ lấy một cái miếng vải ha, miếng dẻ, mình quấn xung quanh cái rễ và mình tưới ẩm lên cái miếng vải đó, thì miếng vải đó nó sẽ có nhiệm vụ nó giữ ẩm cho cái cây ha. Nếu mà các bạn nào có nhiều hơn thì các bạn có thể quấn luôn cả thân cây và tưới ẩm lên miếng vải đó. Miếng vải đó nó chỉ có ẩm trên miếng vải, nó không có nhũn nước như là mình vô chậu rồi mình tưới nó chèm nhẹp, nên á cái cây nó sẽ không có bị khô mà nó lại không bị úng hư cái đầu rễ ha. Rồi bây giờ thì mình trồng giá thể của mình đã trộn sẵn rồi, mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Giá thể của mình thường sử dụng á, là cát xây dựng, tức là cát xông nước ngọt. Không có bạn nào mà không biết thì kêu ông này cũng chỉ làm bằng cát thì lấy cát biển là không được nha. Cái cây mai của mình không chịu được cái độ mặn, nên là cát xây dựng, là tức là cát xông ha. Rồi và sơ dừa với lại cái trấu sống các bạn. Trấu 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 cái vỏ trấu á thì mình trộn lại với tỷ lệ là đều nhau ha, khoảng 3:3:3 cho nó đều nhau cũng được. Tại vì sao mà mình trộn như vậy thì cái cát á các bạn nó không có bị phân hủy ha. Thì nếu mà các bạn trộn á, một số anh em nhà vườn á, là thì một số chỗ họ sẽ trộn chỉ có sơ dừa, và có thể có một số chỗ là chỉ có sơ dừa và trấu sống. Tại sao mình lại trộn cát? Nó xảy ra cái vấn đề như vậy là hai cái kia nó là chất hữu cơ, thì sau một thời gian á nó sẽ bị phân hủy và nó lèn chặt lại rất là nhanh ha. Thì nhà vườn họ trộn như vậy á, cái độ tơi xốp của cái chất trồng á rất là tốt, nên cái cây phát triển rất là nhanh. Nhưng mà khi mà các bạn về chăm á, các bạn không biết á, thì các bạn để thêm một thời gian nữa nó sẽ bị phân hủy, nó sẽ lèn lại ha, nó tan rã ra rồi và nó còn là những hạt mịn, nó lèn chặt lại. Còn khi mà chúng ta trộn thêm cái cát á, cát là hợp chất vô cơ, nó không bị phân hủy các bạn, thì á, nó sẽ không có bị lèn chặt lại. Còn cái sơ dừa và cái trấu sống nó vẫn phân hủy ra để mà cung cấp chất dinh dưỡng cho cái cây, bổ sung thêm sau này mình có bón phân, nhưng mà những cái đó là nó sẽ tăng cường thêm giống như vậy á. Rồi một cái nữa, cái lợi của cái cát á là khi mà các bạn trộn bằng sơ dừa và trấu không á, thì một thời gian nó lèn lại, dẫn tới cái vấn đề gì? Dẫn tới vấn đề là cái đất ở trên chậu á, cái chất trồng á nó sẽ bị sụp xuống ha, nó giật xuống rất là nhiều, thì nó thành ra là 2 năm mình mới thay chậu. Thì tới Tết mình chơi á, nhìn nó rất là khó chịu các bạn, thì lúc đó mình phải nhổ cái cây lên, mình đôn lên một tí ha, cái đó lại phiền phức. Nếu mà anh em là không nắm vững kỹ thuật rất có thể là xảy ra cái chuyện không hay ha. Rồi bây giờ thì mình đặt cây mai vào chậu và bỏ chất trồng vào chậu thôi các bạn ha. Bây giờ mình đã vào cái giá thể đầy cái chậu rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ tưới đẫm chậu 2 lần. Tại sao 2 lần? Để cho đất nó lèn chặt vào các đầu rễ ha. Những cái chỗ mà rỗng á, thì mình sẽ cát nó sẽ chảy theo nước, nó lèn vào thì cái đầu rễ sẽ được giữ ẩm và nó kích thích ra rễ ha. Nếu mà đầu rễ khô thì nó không có ra rễ được, và cái rễ nó ra nó cũng không có cái chỗ để nó bám vào. Rồi
Rồi thì sau khi mình đã tưới ẩm rồi thì mình sẽ để cho nó ráo cũng qua một đêm ha. Thì hôm sau mình sẽ tưới lại cái thuốc kích rễ. Các bạn pha thuốc kích rễ Atonic N3M cũng được hay là Root cũng được ha. Thì pha theo liều lượng của nhà sản xuất, đừng có pha quá lố nó sẽ không tốt. Một vấn đề nữa là hồi nãy mình quên nói, tức là các bạn có thể là ngâm cái phôi này trong cái thuốc kích rễ, pha theo liều lượng của hướng dẫn sử dụng ha, vòng vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi mình trồng. Rồi và bây giờ thì mình cùng đợi cái kết quả thôi. Rồi các bạn ơi, đây là hai cái cây phôi mình đã hướng dẫn các bạn vô chậu, và đây là khoảng sau 20 ngày kể từ ngày mà mình quay cái clip mà vô chậu ha. Thì mình để ở ngoài nắng và mình che lưới lan lại cho nó giảm bớt cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào cây ha. Hôm nay là cũng được 20 ngày thì mình đã thấy nó bắt đầu đâm chồi rồi. Mình sẽ cùng nhau dỡ cái lưới lan này ra để kiểm tra kết quả cái cây của mình ha. Đây. Đây, đây là kết quả. Cây này thì nó có vẻ khỏe hơn ha, nó đâm chồi nhiều rồi. Còn cây bên này thì nhìn xa vẫn chưa thấy cái chồi nào hết. Đây gần lại nha các bạn ơi. Đây, đã có những cái chồi đâm ra rồi ha. Thì khi mà cái cây mình nó bật chồi, nó kéo nhựa mặt cắt rồi, tức là khả năng sống của nó cũng đã tầm 90% rồi các bạn. Thì ở giai đoạn này các bạn tiếp tục là che lưới lan để giữ ẩm ha, và tưới ẩm cái giữ ẩm cái giá thể thôi, không có tưới quá nhiều nước ha. Đây các bạn quan sát cái mặt chậu của mình à, không có quá mà ướt ha, nó khô khô vậy đó, nhưng mà ở dưới nó vẫn ẩm ha. Đây ở dưới các bạn thấy nó vẫn cái màu nó sậm hơn ha, nó vẫn có độ ẩm. Rồi các bạn ơi, thì sau khi mà cái cây của mình nó đã bắt đầu đâm chồi như vậy thì mình sẽ tiếp tục là đậy lưới lan và giữ ẩm ha. Cái cây của mình nó còn đang yếu các bạn, nó chưa có ra lá rất là khỏe, thì mình nên là để nó mát như vậy, và đến khi mà lá nó ra một đợt và nó già lá lại thì mình mới mở cái lưới ra, từ từ cho cây làm quen với môi trường bên ngoài và cái ánh nắng ha. Khi mà mình muốn cho cây ra nắng hẳn á thì các bạn sẽ để trong mát một khoảng thời gian 1-2 ngày, rồi xong rồi mình mới cho ra nắng trực tiếp ha, chứ không thôi là nó sẽ dễ xảy ra tình trạng cháy lá các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Thì nếu bạn nào chưa có đăng ký kênh của mình thì vui lòng đăng ký và để mà theo dõi cái video tiếp theo. Nếu bạn nào thấy video của mình hữu ích cho các bạn thì các bạn vui lòng bấm nút like ha, để mình có thêm động lực để mà mình phát triển tiếp những cái video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.